Sau một thời gian làm cấp sắc cho con trai của gia chủ đã xong thì bây giờ là mới được mổ lợn cũng như làm cơm để mời khách cũng như là cho gia đình được ăn uống thịt thà đấy. Nói chung là làm bữa cơm. Thì bây giờ là anh em là đang chuẩn bị mổ lợn. Chào các bà nhá. Đánh tiết canh à? Có đánh không? Tí có làm tiết canh không? Có mà. À, làm tiết canh à? Nay mổ mấy con đấy? 4 con. À, hôm nay mổ thêm 3 con nữa. Thêm 4 con nữa. 4 con nữa cả. Ấy giờ. Ồ, này. Ồ, đúng là lợn bản đấy nhỉ. Cái này ngon đấy. Nuôi mà. Lợn nhà nuôi được nhỉ. Đấy ra thì theo chị nhà nói thì hôm nay sẽ mổ thêm 4 con lợn nữa. Đấy, đây là lợn bản nhá các bạn nhá. Đấy, lông dài hàng mét này. Đây. Cho các bạn xem này. Ý. Kinh khủng không? Nuôi thả rông nhá. Nhưng mà hôm nay nhà có việc thì mới nhốt nó vào thôi. Chứ bình thường là thả nó ra ngoài đồi này. Đấy, đằng sau đây có một cái đồi phầu rất là đẹp luôn nhá các bạn nhá. Đấy. Đấy. Đây là toàn cảnh khu ẩm thực. Giết mổ thì ở dưới bãi thôi. Còn tí chế biến thì ở trên sàn rồi. Bên kia hết rồi các bạn ạ. Đã được một con. Này vừa mới mổ xong. Như vậy là hôm nay gia chủ là mổ 4 con lợn nữa. Mà toàn là lợn già thôi. Lợn trên 2 năm ấy các bạn nhé. Lợn bản đấy. Nuôi 2 năm mới được 80 cân thôi. Con to nhất là 80 cân. Con kia chắc được tầm 50 cân. Bốn con lợn nha các bạn nhé. Vừa mới được giết. Con nào cũng nành dài. Nành thì tôi phải nói rồi này. Con nành dài rồi. Con này cũng con nành. Thế a không? Như vậy là 4 con lợn đã được mổ xong rồi. Và 4 cái đầu lợn này thì tí sẽ là cho thầy cúng để về nhà còn làm lễ báo cáo tổ tiên ở bên nhà thầy nữa mỗi khi đi làm lễ về. Đó. Còn đùi riếc thì được làm sạch và cũng cắt cho các thầy mỗi thầy một đùi nữa. Rồi bây giờ sẽ là cái công đoạn cắt thủ lợn. Đây này, nành. Nành to lắm. Con nành này to lắm này. Nành này chắc phải được 5 phân các bạn. Nó còn bên trong nữa. Đấy, như vậy là lợn đã được mổ và cắt đầu để cho các thầy rồi. Đấy, 3 cái đầu này thì sẽ là phần của thầy để về báo cáo công việc ở nhà. Đấy, như vậy là 4 con lợn đã làm sắp xong rồi nha các bạn nhé. Đây là lợn bản nha các bạn nha. Rất là to. Da rất là dày luôn đấy. Con nào cũng có nanh. Con này dễ làm lông hơn nhỉ. Sạch rồi đấy.
Con này hơn 80 cân đấy nhỉ. Hơn 3 năm mà hơn 80 cân. Sống hơi lâu ấy nhỉ. Nanh dài thật đấy. Con nanh này dài nhỉ. Mỡ nhiều nhỉ. Con này có bốn con. Lấy bốn con. Lấy bốn con về cùng nhau. Nó xếp đây. Xếp thành nhau đấy. Đấy. Bây giờ là bổ phanh ra một đôi xong rồi mới cắt chân cho thầy à. Thành bên là 8 bên lại được một kiểu à, rồi. Rồi rồi anh cứ làm đi. Bây giờ à, nó làm ấy. Ừ, búa. À, búa chuẩn, chia phải chia đều đúng không? Không đều tí thầy lại bảo thằng này cắt linh tinh nhỉ. Ừ, thầy lại bảo là cắt không đều. À. Có phải cân không? Không cần cân đâu gì. Nạc đấy nhỉ, không mỡ mấy đâu. Đẹp ở đấy nhỉ, đều ở đấy. Lấy
này da dày nhỉ. Con này da giòn lắm đấy. Bỉ dài phết đấy nhỉ. Già dài. Con này nạc. Thịt nạc đây. Bây giờ là cắt ấy à? Cắt đùi. Cắt đùi. Cắt đùi cho thầy. Cắt ba con bé này chứ hay là cắt con to này? Cắt hết. Cắt hết. À mỗi con được một gang à? Có đo thì. Đo gang à? Thịt lợn đo gang. Cái này cứ cứ vớt đây thôi, cái kia mới rụt để nhá. Để thằng gang xem là thế nào nhé. Khó lắm. Làm cái này làm không đúng là không được đâu. Không được nè. Làm không đúng thì mới khó. Làm không đúng là họ nó nói mình đấy mới khó nè. Làm bếp phải nghiên cứu đấy nhỉ. Mỗi mỗi chỗ một kiểu à? Cái kia nó một chỗ lại không phải như này. À. Cái kia là đi đón dâu các thứ ấy. Cái này lại làm cấp cúng sắc cấp sắc cơ nhỉ. Đấy. Khó. Khác đấy. Ừ. Kiểu khác tí. Đấy, như vậy là cái công đoạn để chuẩn bị cho lễ kết thúc. Cũng như là ẩm thực thì thế này đã xong gần như là được khoảng 50%, còn phần còn lại nữa thì còn để thầy để cúng nữa cơ các bạn ạ. Cúng xong là mới được làm thịt ăn và phát đùi lợn cho thầy này. Đấy. Nói chung là hôm nay là chắc là chỉ ăn bộ lòng phèo trước thôi. Toàn thịt rồi các bạn ạ. Rất là nhiều thịt luôn.
đây là những cái nghi lễ cũng như là cái phong tục tập quán của người Dao. Mỗi khi cấp sắc cho con trai thì phải mổ rất là nhiều lợn, cũng như là làm các cái nghi lễ cũng rất là lâu nha các bạn nhé. Như vậy là cái nghi lễ cấp sắc cho người Dao, tôi xin phép là quay đến đây thôi. Thực sự là còn rất là dài nữa cơ, còn rất nhiều thủ tục nữa. Bây giờ là nhỉ, bây giờ tí tôi mới lại làm cái miếng bé nữa. Rồi, tí còn làm miếng bé để chia cho anh em nữa nhỉ. Rồi rồi đấy. Đấy, như vậy là các cái nghi lễ cũng rất là nhiều nữa, thì vì vậy tôi cũng tôi không thể ở lại được. Vì vậy tôi cũng xin phép là kết thúc video ở đây. Đấy, các bạn nếu thấy phong tục tập quán này nó hay thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ tôi nhé. Thực sự là cái này là thuộc vào phong tục tập quán của người dân tộc rồi. Vì vậy là gia đình có điều kiện mới làm thôi nhé các bạn nhé. Còn không thì làm bé bé đâu. Đấy, mổ bụng 4 con lợn trong ngày hôm nay. Còn một con hôm qua thì chưa tính các bạn nhé. Đấy. Rồi, tôi xin phép kết thúc video lễ cấp sắc, như là ẩm thực trong lễ cấp sắc của người Dao đen ở đây nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.